Rồi, xin chào anh em nha, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hồi Phúc nha. Chúc anh em có một buổi chiều vui vẻ. Clip hôm nay tiếp tục giới thiệu máy cho anh em nha. Đi qua clip thì anh em nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha anh em. Quy định mua máy mình thì mình xin nhắc lại luôn là cặp trước cho mình đi cặp Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu ha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em mua làm cặp 100.000 Viettel. Nhắn họ tên địa chỉ cùng với model cái máy cần mua thì mình sẽ ship hàng cho anh em nha. Tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy lúc nhận hàng. Và tất cả các máy thì mình có ship code toàn quốc đó. Nên anh em yên tâm ha. Nhận máy thì anh em kiểm tra máy thoải mái thôi. Trước khi gửi tiền cho shipper và mình sẽ bao test cho anh em 1 tuần, nên là anh em yên tâm, cứ nhận máy và xài thoải mái ha. Lỡ đặt gì báo mình thì mình sẽ bao đổi trả cho anh em. Yên tâm nha anh em. Mình bao test cho anh em 1 tuần và bảo hành 1 tháng nha. Đó, tất cả các máy bán ra đều như thế hết. Thì mình anh em nào mà chuyển khoản thắng thì mình bao ship. Còn nếu anh em nào mà cặp tiền bằng thẻ hoặc là qua Momo, Viettel Pay hoặc là chuyển khoản thì cặp từ 50.000 tới 100.000, 200.000 gì đó tùy theo cái giá trị máy thì mình sẽ ship code cho anh em và anh em sẽ cộng thêm phí ship 35.000 tùy theo 35.000 tiền ship cũng như là 37.000 tùy theo cái mức độ xa gần của cái chỗ mình ở nha anh em. Rồi không dài dòng nữa ha. Con máy đầu tiên hôm nay là mình có một con iPhone 5 nè. iPhone 5 để mình coi coi. Con này thì nói tổng thể thì cái kính còn ok, có lông mèo nhẹ. Hai lông mèo nhẹ này. Anh nét cho anh em xem nha. Vỏ sau là đẹp nha anh em. Vỏ sau đẹp ha. Sườn này, cái sườn vỏ thì có xước sát vài cộng nha. Đó. Quay kỹ cho anh em xem để khỏi mà linh tinh vấn đề trầy xước nha. Đó, mình sẽ quay kỹ cho anh em nha. Lưng sau đẹp, sườn này là ok. Kính có lông mèo vài cộng nhẹ. Mình bán sẽ dán cực lực cho anh em và kèm sạc nha. Con này là iPhone 5. Máy sạch nha anh em. Chức năng full. Đó. 16GB cho mình coi thử đúng không? Đúng rồi, 16GB cho anh em. 16GB cho anh em. Giới thiệu lại cho anh em, con này con 5S chứ không phải 5 thường nha. Sorry anh em ha. Con này vân tay vân chân đầy đủ. Quên đi nhé. Con tay bên chân là đủ 5S ha, máy quốc tế, bỏ sim vào là xài anh em, không có liên tăng hết nha. Đó, máy ok ha, bỏ sim vào là xài thôi. Con này ra đi cho anh em giá 1150 nha. 1150 iPhone 5S màu trắng, một con 16GB thôi. Tiếp theo là một con Oppo F1S vỏ xấu. Đó, vỏ mình chưa thay nên nó còn trầy xước như thế này ha. Anh em nào thích thì lấy, còn thích thì thay vỏ cộng thêm 200.000. Mình sẽ thay vỏ cho anh em. Đó. Màn đẹp nha, màn thì được, cái kính không có trầy. Đó. F1S RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 5.5 inch, pin là 03075, gần 3.1 nha anh em. Đây, F1S đây. RAM 4 bộ nhớ 32 chứ. Nào con này RAM 4GB luôn anh em. Đây. 432. Sáng tí cho anh em dễ xem. Đó. RAM 432 nha. Cấu hình con này là ok đó. Wi-Fi chức năng ok, RAM 4GB nha anh em. Con này RAM 4.32 nha. 432. Ok, con F1S này để anh em giá 1350 thôi. 1350 RAM 4GB cho anh em. Ok nha. Rồi tiếp theo em là mình có một cặp anh em A3S. Một cặp Oppo A3S thay vỏ đẹp. Đó. RAM 216 cho anh em, màn hình thì 6.2, pin con này là 4230. Và máy đẹp keng luôn, hai con đều thay vỏ đẹp hết. Màn hình sáng đẹp, đã dán cực lực cho anh em. Mua thì mình sẽ dán cực lực cho anh em đầy đủ nha. Con nào mình cũng dán cực lực hết á. Đó, máy màn hình sáng đẹp cho anh em, không ám ố nha. Wi-Fi các kiểu đã đều ok hết. Nào coi coi, giới thiệu điện thoại này. RAM 216 này. Android 8.1, A3S. Nói chung muốn máy đời cao anh em. Con này xài cũng ok lắm. Thay vỏ đẹp keng rồi. Đó, vỏ như máy mới luôn. A3S, máy chức năng full. Chỉ test sơ cho anh em coi. Giới thiệu điện thoại là A3S này. Wi-Fi này. Cam kiếp là rõ nha. Đó. Ok nha anh em. A3S keng xà beng luôn. Để anh em giá 1650 nha. 165, máy đẹp keng. Một cặp là một con là 1650, anh em muốn lấy con nào lấy ha. 1650 máy đẹp keng nha, không có trầy xước nha. Tiếp theo là con XT3 VinMax. Mặt sau đã dán nhám cho anh em rồi. Mặt sau dán nhám màu đen đẹp ha. Mặt trước là để mình coi coi. Trước có lông mèo vài cộng nha anh em.
lông mèo ngoài hay trong màn hình, đúng rồi. Bên trong màn hình có vài cọng lông mèo, đã dán miếng keo cho anh em rồi. Đã dán miếng keo chống xước cho anh em rồi. Keo dẻo. Vsmart XT3 RAM 6 và nhớ 64. RAM 64, màn hình 6.39 và pin con này là 4020. Pin 4020 nha anh em. Wi-Fi chức năng cực mạnh nha. Đã test full chức năng. XT3 và RAM 6 bộ nhớ 64. Bộ nhớ 64GB. Đó. Chức năng full. Cực đẹp luôn. Cái này là yên tâm anh em về chức năng. XT3. Con này đến em giá 2550 nha. 2550 kèm sạc. Cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy. Máy đi nói chung là còn đẹp tầm 97.8. Và tiếp đến là một con Oppo A5s đã thay vỏ mới như anh em rồi, cho anh em xài rồi. A5s vỏ như bọc hộp, kèm sạc bên. RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình là 6.2, pin con này là 4230. Đó. Vỏ như mới rồi nha, thay vỏ rồi. Màn hình này nói chung là không có xước luôn, đẹp. Sáng đẹp cho anh em nha. Đó, màn hình sáng đẹp ha. Mình sẽ test cái wifi cho anh em. Ok, càng đét luôn. A5s RAM 332. Đó, chức năng ok nha, màn sáng đẹp, không vết xước nha, lưng sau đã thay mới, nói chung con này như máy mới rồi. 99% Oppo A5s. Ok nha anh em. Con này đến em giá 1950 nha. 195, máy đẹp kèm sạc em. Tiếp đến là một con Oppo F9. Vỏ sau thì rìa rìa này, chắc bên giang. RAM 464, màn hình là 6.3 và pin con này là 3.500 nha. Sườn này, sườn siết là ok này. Đẹp đẹp này, chỉ có chắc bên giang vậy đó thôi. Kính đại giá cực lực đẹp. Oppo F9. Mỗi chức năng full. Máy riêng nguyên nha anh em, con này chưa thay thế nha. Cường lực rất là wifi rất là mạnh nha. F9 RAM 464. Con này đến em giá của nó là bao nhiêu đây? 2350. 2350 kèm sạc dán lực cho anh em đầy đủ. Tiếp theo là một con Samsung A10s. Máy riêng nguyên. Con này chưa thay thế. Đây, anh em thích máy riêng thì nó. Anh coi coi. Miếng keo khách nó có dán mà. Còn chưa có lột ra ha, lột thử cho anh em xem thử nó mới cỡ nào. Anh em thấy không? Không một vết xước nha, đẹp keng luôn. Khách nó dán keo rồi, mặt trước này. Đó, anh em thấy không? Đánh đóng phát đẹp keng luôn, như máy bóc hộp luôn. A10s RAM 232, màn hình 6.2, pin 4000, con này đẹp 99%. Như máy mới luôn anh em. Đó. Máy như mới luôn nha, đẹp keng sạc bèn luôn. Hết sơ chức năng cho anh em xem. A10s. Con này là A10s nha anh em. Rồi, máy keo sạc pin full chức năng riêng nguyên. Cái này 1890 nha. 1.890.000. Anh em nào còn thì kết nối nha. Số thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356. Em cứ gọi thẳng số đó để đặt hàng nha. Tiếp theo là một con 6S full 16GB. Máy vỏ sống. Theo mình đánh giá là vỏ là tầm 394 thôi. Vỏ không có keo thì mình chưa có thay. Vỏ như này ha. Vỏ như này, sườn. 6S 16GB máy full riêng. Wi-Fi các kiểu ok. Quăng tay nè. Bỏ sim là xài anh em, khỏi lên tay nha. 6S 16GB. Máy full, con này để anh em giá 1.800.000 nha. 1.800.000 thôi. Quốc tế nha, bỏ sim xài, để này 1.800.000, xả cho anh em luôn. Kèm sạc dán kính cho anh em đầy đủ. Và tiếp theo là mình có tiếp một cặp A750 Samsung. Đây anh em. Một cặp ha, như nhau thôi, còn anh em lấy con nào cũng một giá. Con này màn hình 6 inch, RAM 4 bộ nhớ 64, pin 3003. Máy thì nắp sau thay. Màn ok. Đó, này ha, màn sáng đẹp ha. Một cặp anh em thích lấy con nào lấy nha. Chức năng full. Đó,
wifi các kiểu. A7 RAM 464GB. Con này để anh em giá 2.6 triệu nha. Thôi để anh em 2.5 triệu thôi, 2.5 triệu một con. Anh em thích con nào lấy con nấy. Kèm sạc, giá ngược lực cho anh em trước khi gửi máy. Nếp sau đã thay mới rồi. Màn ring, màn này sáng đẹp. Kính gần như không có xước luôn. Ok, 2.5 triệu thôi. Kèm sạc dán kính cho anh em. Tiếp đến là một con Oppo F7 Ring này. Oppo F7 nha, màn hình 6.23, 6.23. RAM 464, pin 3400. Máy nắp sau có rìa rìa, nói chung là không có dán nên là nó có xước sắc nhẹ cho sẹp lưng. Sườn là trời trời nhẹ nha, không có đáng kể. Kính keng luôn, kính con này là đẹp tầm 98 nha. Gần như không có vết xước. Nói chung là có sao thì nói vậy, mình quay kỹ clip cho anh em xem. Oppo F7 RAM 464. Đó, cấu hình cũng rất là ok. Anh em nào cần thì kết nối ha, RAM 464, chức năng full. Oppo F7 màu xanh nhạt. Con này ra đi cho anh em giá 2.1 triệu nha. 2.1 triệu kèm sạc, dán kính cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy. Cọc trước 100.000 Viettel hoặc là Momo Viettel Pay. Anh em chuyển khoản cái nào cũng được ha. Tiếp theo là con Samsung A51 màu trắng len can đẹp nguyên zin 99.9%, garanti gió còn nguyên luôn. Mấy này khách đã cầm đồ nó thanh lý nha anh em. Con này là anh em đừng ở soi những máy trà xước nha. Máy này nè, dán cực lực cho anh em rồi nè, đẹp can nè, không hề ám ố trà xước gì hết. Máy đẹp 99%. Samsung A51 con này chuẩn chỉnh luôn. A31 sorry anh em, A31 chứ phải A51 anh em. A31 đó. A31 nha anh em. Máy thì nói chung là keng sờ beng 99 luôn. Dán cái lực lại cho anh em rồi. Chỉ việc bỏ sim là xài nha. Máy keng sờ beng luôn. Rất đẹp. Con này ra đi cho anh em giá là 3950. 395 kèm sạc, dán kính cho anh em đầy đủ nha. Rồi, tiếp theo clip là một con Samsung A70. Cắm lưng cho anh em luôn rồi. Con này thì A70 thì anh em biết rồi, cấu hình rất là mạnh nha. Màn hình 6.7 cực rộng, nói chung nhỏ như một cái iPad luôn anh em. RAM 6 của nhớ 128. Pin con này là 4.500 nha anh em. Pin 4.500 nha. Đó. Máy nguyên zin. A70. Mọi chức năng full nha anh em nha. A70 cực mạnh rồi. Còn A31 hồi nãy á thì cũng RAM 628 nha anh em. Pin 4000 ha, màn hình là 6.5 inch. Con này thì mẫu mới, còn con này ra trước một tí ha, A70. Con này ra đi cho anh em giá 3950. 395. Kèm sạc dán kính lại cho anh em luôn. Ok nha. Máy full chức năng. Tiếp đến cho anh em là mình còn một con Nokia 7 Plus anh em. Nokia 7 Plus. Máy còn full box luôn. Khách xài giữ y như đồ cổ luôn. Nó rất là đẹp nha. Con này khui ra cho anh em xem luôn nha. Đó, Nokia 7 Plus. Con này là màn hình 6 inch. RAM 464. Pin con này là 3800 nha anh em. Pin 3800 ha. Cái này là còn sạc ring nha anh em. Đây. Ở trong này còn sạc ring nè. Dây cáp này. Đó, còn đây là cục sạc nè. Cục sạc sạc từ máy luôn đó, phòng bộ của nó. Mình mua sao thì bán vậy thôi. Còn nguyên nó thì kèm cho anh em luôn. Cọc sim luôn đó. Còn mỗi cục sạc thôi, cái hộp đó. Đây, Nokia 7 Plus đây. Kính thì vài cọng lông chuột anh em, cực nhẹ nha. Lưng sau đánh giá đẹp. Lưng sau thì tầm 97. Rìa rìa nhìn nhẹ thôi. Nokia 7 Plus đây. RAM 464. Một chức năng full. Đó, wifi. Nokia 7 Plus anh em. RAM 464. Chức năng thì ok. Nét, nói chung là con này ok. 7 Plus anh em nào cần kết nối nha, giá 2250. 2.250.000 kèm sạc dán kính cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. Rồi ok. Đây, clip này xin tạm dừng tại đây nha anh em. Thân ái chào cả nhà nha. Chúc anh em sức khỏe thành công nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh của mình. Chào anh em. Hẹn anh em clip ngày mai.